Hi, xin chào các em. Tiếp theo bài học ngày hôm nay, anh sẽ hướng dẫn các em vẽ một chú cá mập. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Trước tiên là anh sẽ bắt đầu với đôi mắt. Chú cá mập của chúng ta sẽ có một đôi mắt to tròn. Vì vậy mà anh sẽ bắt đầu với phần tròng mắt bằng một hình tròn. Phía dưới anh sẽ có một hình tròn nhỏ hơn. Ta sẽ nối hai hình tròn với nhau bằng đường cong. Và phía bên ngoài của con mắt sẽ có một hình tương tự, bên phải ta cũng sẽ có một con mắt. Anh lại nối lại hai điểm với nhau. Và ta lại có một hình cầu phía bên ngoài. Chú cá mập của chúng ta đang cười, chính vì vậy mà sẽ có phần má hơi nhô lên ở phía này bằng một đường cong. Tiếp đến, anh sẽ vẽ phần miệng của chú cá của chúng ta. Tại đây, ta sẽ có một đường đi xuống, rồi cong ra, chạy vòng ra phía này. Chú cá của chúng ta đang nhe những hàm răng sắc nhọn ra phía bên ngoài. Chính vì vậy mà anh sẽ vẽ một chiếc miệng đang há ra bằng một đường cong, chạy nối về phía đôi mép của miệng. Tại điểm này ta sẽ có phần khóe miệng. Tương tự như vậy, phía bên dưới ta sẽ có một đường cong chạy vòng theo phần khung miệng. Chạy dài ra đây một chút. Chú cá của chúng ta đang nhe răng ra, vì chính vì vậy mà anh sẽ có các đường cong nối liền vào với nhau, hơi giống hình chữ V một chút. Ngoài ra, chú cá của chúng ta sẽ có phần lông mày đang nhướn lên ở đây. Tương tự bên này cũng thế. Chú cá của chúng ta sẽ có phần lưng bắt đầu ở đây. Và một chiếc vây khá là lớn được nhô ra từ đây. Sẽ chạy cong xuống
phần thân bên này cũng thế, sẽ có một chiếc vây bằng một đường cong. Nối lại điểm với nhau. Phần thân của chú cá của chúng ta sẽ thóp nhỏ về phía này. Chính vì vậy mà tại đây anh sẽ có một đường đi xuống và lại có một chiếc vây con nhô ra ở đây. Và ta sẽ có phần đuôi ở quãng này cong ra. Phía trên này cũng thế. Phần đuôi của chú cá của chúng ta sẽ uốn lượn vào. Hơi zig zag một chút. Ngoài ra chú cá của chúng ta sẽ ở bên này sẽ cũng có một chiếc vây cam từ đây ra. Chú cá của chúng ta sẽ có phần mang ở đây. Như vậy là anh đã hoàn thành xong chú cá mập. Tiếp đến anh sẽ tô màu. Sau khi tô màu, chúng ta được một chú cá mập như thế này. Xin cảm ơn các em đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo.